Ủa má. Má đã luôn các bạn ơi. Nay tôi đèn xanh nha. Rồi. Mày không có bóp điện đâu, bắt đi. Ủa, càng xanh nha các bạn. Quá đã luôn. Rồi chuẩn bị lên đường các bạn ơi. Ra mấy chỗ im im nước đi. Mà nãy anh để xuống thấy cá dựng lên không? Đó, cá dựng lên nhà được rồi. Trời. Bạn cá không sao nha các bạn. Bạn không sao là do bảo nguyện bắn nha. Đó, đó tôm. Nằm dưới chứ đâu. Không mà biết chết chưa đụng nữa. Bún chọc luôn tôm đó bự à. Miết rồi. Xong mà bảo mò ngay chỗ sình sình đó. Tới chút xíu nữa bạn. Thôi vậy vậy là bún là trước rồi. Nó. Ồ đừng tôm các bạn. Đó. Cái đầu quá đã các bạn ơi, vậy mà cũng có tôm, nó cặn queo nhưng có tôm ta, không ngờ luôn á. Ồ má cá gì ạ? À? Ê con cá gì quặng bự dữ à? Hả? Cái kết là cá gì? À, cá đói nè con, cá đói nha các bạn. Ồ chỗ này trời nhóc luôn ta. Ồ chỗ cạn cạn nhưng mà có ngon chứ ta. Ồ cá đói không ta. Cá đói ngon không? Trời cá đói này thầy luôn á. Cái này xương nhiều lắm không? Bậy xương ăn luôn xương. Mà xương nhiều lắm không? Ừ. Cái này còn lát ăn mình vậy con ăn cái đầu chưa? Cái đói. Ồ cái đầu là cái ngon nhất. Vậy nó cái đầu. Không nhưng mà cái đầu nó béo dữ lắm á. Con nó vừa á. Má nguyên cái đường này vậy mà có tôm sao nó không vô dến ta? Không có gì trong á. Đấy là được như đây các bạn ơi. Như đây ăn đủ cử sáng rồi. Đây mình quay mình không có đem theo cái giá quay nó hơi rung lắc các bạn thông cảm nha. Tại vì đi theo cái này cũng lẹ quá. Trời ơi nhóc luôn, tép bạc nó búng rồi các bạn. Chích xuống cái mà tép bạc nó búng rồi. Trời tép bạc nó búng rồi các bạn. Được luôn hả? Được. Đâu có gì đâu. Ủa hồi nãy không cuốn dây điện ngoài sao lên mấy cái nó mới nói. Cái bạc nhóc luôn. Má kiến lửa đi mà. Trời tất bạc. Bạc đâu nhiều dữ à? Má. Trời tép bạc. À các bạn thấy tép bạc không? Ôi tép bạc nó búng rồi tắng. Rồi tép bạc các bạn mình thấy búng thấy mềm các bạn. Đó đó. Đó con tôm á. Cá mè vậy, cá mè chứ không phải cá lóc.
đừng bóp nữa. À, cái mẹ khủng luôn các bạn. Có cá là ngon mà. Cho cái coi. Chó. Đục cái con chó nó. Quá đã các bạn ơi. À, cái bạc ở đây. À, sứ tầng phú đồng là tôm vàng các bạn nha các bạn. Đói. Làm cái đói này nãy, ủa cái mẹ nãy chứ cái nào? Bảy cái lóc. Hai con quá nên. Chưa làm bóp, bóp. Bảy cái lóc chuối hay gì á? Ủa, mang cái lóc đâu rồi? Cái nhỏ nhỏ xíu à? Ủa, sao cá nhỏ mà quặn dữ à? Chút qua hoài lại nên chắc nó rút vô đây cái đám dừa này nè. À, cái bạc mà nó búng búng còn hơn cái gì nữa. Mưa này nè, không có con tôm nữa ta. Ủa con cá, ô điện cá đi trước mà điện không xi nhê vậy ta. Nó không phân ra. Hả? Ông con cá nó bơi kìa mà điện trước nó không phân lên gì. Thì vậy. Hai bàn tôm đóng luôn. Chút mệt đưa đường bão nó. Ủa rồi nãy bên đây có cá lóc không mà chúng lẽ là bỏ luôn hả? Sao không chích khúc dưới lùa lên anh? Bỏ nó. Lấy cái vợt bên đây đưa qua bên kia luôn anh. Rồi, rồi, rồi. Để xa xa lên chứ để gần quá điện nó phóng để tầm xa khoảng hơn nửa mét. Xong chích lụa mương này luôn nên cái khúc này chứ thấy ở vậy có nên cái khúc này nè. Ừ lên điên bờ nè sẵn lụa khúc này luôn chứ mương này nhớ bữa hổm không lúc mình chài rồi thấy vậy mà có hai con tôm nó nhậm dưới. Ở cái ở cái xài á. Ù má vip luôn các bạn ơi. Quá đã. Ăn thiếu luôn. Tôm mới lọc da luôn mềm. Tôm lọc da mềm. Đúng giờ mới nói điện rồi. Bởi à tôm mà nó búng
Nó tự nhiên sản tôm lý do con tôm sao ra được ta, phải chi cá lóc hả? Như không vậy đâu rồi, nó rớt mưa rồi nhảy các bạn, không có nhảy chưa kịp không kệ rồi, cái đó cũng hỏng. Mưa này phải lùa lùa chỗ nào mà cùng kìa. Nó gom gom động đấy. Nó khúc động đó. Cùng đây. Dứt dứt ngay 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 chỗ bọng nước coi. Ừ, má. Má đã luôn các bạn ơi. Này tụi mày xong nha. Rồi. Bay học có bóp điện đâu, bắt đi. Buồn càng xanh nha các bạn, quá đã luôn, càng xanh tươi xanh như là canh luôn, trời nó tâm lắm, chết chắc nó chìm đâu đó. Trời ơi. Quá khủng luôn các bạn ơi, quá đã luôn, quá ngon luôn. Trời ơi, con cá gì bự mà nó mới chào nên trời ơi má tép bị đầu bún khủng khiếp thiệt chứ. À, nó bị cộng dây điện ở ngay chỗ nó bị hơi mát đó, trước anh bị hoại gì mà đây đâu gì đâu. Ù má một em. Rồi sảy à. Ờ ngay chỗ sình mồi nó không có lại, nó chạy ra trước rồi. Kìa má, điện điện này nó không đủ tê nó gì á. Ừ thấy cho đó đắng đắng cái lóc lại xảy luôn ta. Bà
Nên nó bị qua mắt. Để mấy con tôm rồi. Trời ơi, con cá, ủa, đó không phải cá lóc đâu, à, cá phi gì á, chết rồi. À, điện này như nó chưa được đủ đô gì á. Trời, tùm lóng không à, tùm lóng nhóc luôn các bạn ơi. À, các bạn thấy bấm búng không? Đó. Đó. Bắt. Mày không bắt. Không? À, tùm nó búng. Cái mẹ chết kìa. Nó đầu kìa. Cá đang xuyên mà. Đồ. Không ấy tôm múng ấy lắm. Trời nó quặn không biết đường đâu ấy luôn. Tứ hướng luôn. Má này phải cái điện gì mà để xuống cái tầng mình hết. Đó mới mề. Này để xuống cái nó búng nó chao. Nó nó chết rồi hả? Nó nổi con cá mình vớt đầu cái đói gì á. Con tôm lên tôm ăn cá gì bự nha. Đó, tôm càng xanh quá bự các bạn ơi. Càng quá bự. Đó.
còn trong lùm đó đó. Ừ. Hàng VIP luôn. Mà tôm hay đó. Chạy qua bên kia chứ đâu. Ồ, cắp thì quá. Cá phi quá bự luôn. Biết quay trúng khúc đó không ta? À, cá phi hết hồn các bạn. Quay họ biết quay trúng khúc đó không? Đang theo dõi này cái camera. À, cá phi. Cái nửa ký á. Thì nó hơi khó ăn đó, toàn nên nó hơi chậm. Tôm. À. Cá này bắt không được nữa thôi luôn á. Mấy con tôm ăn định nó bỏ thạp lận rồi. Cá lóc tỉnh. Lại máng áo đó rồi. Đi trời. Không thấy gì hết. Đó, thành quả đi kích ca được như đây nãy mớ cá với mớ tôm này các bạn, tôm nhiều hơn cá cũng được cơ bộ mà đỡ xem kinh gì đủ mày em kiếm được một kẹt cao mày rồi giờ mình đem rộng nó chút về thử nó sao các bạn.